có nhận ra cô gái trong clip vừa rồi là ai không? Chúng mình cùng gặp lại cô bạn đó nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Tiên, Hoa Chói, Kiền Hình 2010. Chào Tiên, Tiên có thể nói về những thành công của mình trong năm 2010 vừa rồi được không? Trong năm vừa qua thì mình đã làm được rất là nhiều việc lớn đối với riêng bản thân mình. Và phải kể đến đó chính là khi mình đạt được ngôi vị Hoa Học Trò Icon của Do Báo Hoa Học Trò tổ chức. Thành công này đến với mình rất là bất ngờ và mình cảm thấy rất là vui và vinh dự khi được trao, khi được nhận danh hiệu Hoa Học Trò Icon. Mình sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng hơn với danh hiệu đó. Vậy trong năm 2011 này, bạn đã có những dự định gì chưa? Hiện nay mình đang là học sinh lớp 12. Vậy nên việc quan trọng đầu tiên mà mình cần làm trong năm nay đó là chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học. Mục tiêu lớn nhất của mình đó là thi đỗ đại học. Ngoài ra mình sẽ dành thời gian nhiều hơn cho các hoạt động xã hội nếu như có thể để xứng đáng hơn với danh hiệu được trao. Nhân dịp năm mới, Thủy Tiên hãy gửi tới lời chúc các bạn đọc báo Học Trò nào. Nhân dịp năm mới, mình xin chúc các bạn có một năm mới tràn ngập niềm vui, tràn ngập hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.